Hello anh em, lại là mình, Gà Tổng đây. Hôm trước mình đã chia sẻ cho anh em khá là nhiều về những cái đánh giá của mình về con Xiaomi 11 Lite 5G NE. Thì hôm nay mình lại có một phiên bản đặc biệt hơn. Và cái bản này mình nghĩ là anh em chắc chắn phải nên mua trong cái dịp 11 tháng 11 sắp tới. Bởi vì đây là một phiên bản rất đặc biệt. Cụ thể thì nó sẽ là phiên bản collab với Swarovski. Mình không biết đọc như vậy đúng hay không, nhưng mà cơ bản đây là một phiên bản mà nó collab để tăng cái tính thời trang hơn cho những anh em nào đam mê thời trang. Và ok, bây giờ mình sẽ đi vào unbox cho anh em thấy được là những cái sự đặc biệt của nó khi mà anh em mua cái phiên bản này nó sẽ có những gì nhá. Let's go. Rồi, cái đầu tiên mà thật sự mình phải nói luôn là mình rất phấn khích với cái phiên bản này là bởi vì cái hộp của nó. Mình không rõ khi mà anh em mua cái hộp á, ý mình là khi mà mua máy á, thì có thật là anh em sẽ nhận được cái hộp như thế này hay không. Nhưng mà trong cái buổi trải nghiệm ngày hôm nay thì cái hộp của sản phẩm này là một trong những cái mà mình cực kỳ ấn tượng, bởi vì nó mang lại một cái sự gọi là cao cấp hơn khá là nhiều khi mà anh em mua chiếc máy này. Bởi vì con Xiaomi 11 Lite 5G này, này thì nó cũng chỉ bán được mấy mức giá, chỉ là 9.699.000 bao nhiêu nhỉ? Quạt. Nói chung là với mức giá chỉ là 9.450.000 thôi anh em ạ. Tôi cho là 9.550.000 đấy. Nhưng mà với cái hộp như này thì mình rất là ưng luôn. Rồi, mở hộp ra. Có cái gì đấy? Đây, mình sẽ cho anh em coi lần lượt từng thứ nha. Thì cái đầu tiên mà anh em sẽ nhận được đó chính là một cái điều khoản, hay đúng hơn là một cái máy giảm giá 10% cho các cái phụ kiện khi mà anh em mua ở tại Swarovski. Và khi mà cái bản collab Xiaomi đó này kia đó, anh em có thể dùng cái này để được giảm 10%. Khá là hay. Ngoài ra em trong này em cũng sẽ có một cái thẻ, thì cái thẻ này gọi là một cái thẻ chứng nhận kiểu như là hàng real á. Đây, nó có cái chữ là Certificate of Authenticity. Đấy, đây là một cái thẻ. Rồi, bên trong thì cái đặc biệt nhất thì đây, đó chính là con Xiaomi 11 Lite 5G NE và một cái hộp dây chuyền. Thì cơ bản sẽ được tặng thêm dây chuyền, nhưng mà giá của sản phẩm thì lại không hề đổi nha. Và cho anh em biết luôn là cái dây chuyền này khi mà mình có tra trên Google á, về cái giá trị của nó thì mình thấy là nó được bán với mức giá đó khoảng tầm 99 đô Canada, tức là nó sẽ rơi đó khoảng tầm gần 2 triệu cho cái dây chuyền này. Thì những cái gì mà mình thấy được cái dây chuyền này đó chính là nó rất rất đẹp luôn. Mà đã vậy nhá, theo như mình biết nha, thì Swarovski là một cái thương hiệu đó chính là làm những cái sản phẩm về từ pha lê này kia. Thì với cái việc mà một cái dây chuyền như thế này thì nhìn ở trên cái hình của nó, tức là cái hình của thiên nga ấy, thì nó cũng được đính rất là nhiều những cái viên đá trên này để tạo nên một cái sự lóng lánh và cũng như cái sự thời trang của nó, đúng với cái định hướng của Xiaomi khi mà muốn bán con này ra, đó chính là hướng tới những đối tượng người sử dụng một cái điện thoại mà thích có một cái thiết kế thời trang, màu sắc thời trang để kết hợp với outfit thì nó hợp, đúng không? Đánh giá sơ qua một chút về cái sợi dây chuyền này thì mình thấy là nó có một cái sợi dây khá là mỏng manh. Mỏng manh ở đây thì là kiểu nó mảnh ấy, chứ mình không nói là do dễ đứt nha. Rồi, cũng như là về cái đính đá cũng như là về con thiên nga này thì mình thấy nó rất đẹp. Có một chút phối màu giữa màu bạc, màu xanh nữa. Thì thực sự nhìn như ánh sáng nó lóng lánh cái thứ thì mình cũng thấy rất là ok luôn. Mình thấy kiểu giá không đổi mà con được tặng thêm cái dây chuyền gần 2 củ nữa là mình thấy quá lời luôn á. Đặc biệt là nhân dịp 11 tháng 11 này anh em nên mua cái này, bởi vì anh em sẽ được tặng thêm một cái này để dùng như kiểu tặng người yêu, tặng vợ này kia đấy, quá hợp lý đúng không? Còn về chiếc Xiaomi 11 Lite 5G NE này thì mình cũng đã có khá là nhiều những cái chia sẻ của mình về con máy này rồi. Mình đã có đánh giá này kia cho anh em thấy được cụ thể những cái điểm tốt và những cái điểm có thể gọi là điểm mạnh của chiếc máy này. Điểm lại một chút nhé, thì chẳng hạn như là nó có một cái thiết kế rất rất đẹp. Đây là cái điểm nhấn thật sự rất là tốt của chiếc máy này mà nhiều anh em nhìn vào rất là mê luôn. Nhiều màu sắc dễ chung, phù hợp với nhiều outfit, nhắm tới đối tượng thời trang thì tất nhiên vẻ ngoài của nó phải đẹp rồi đúng không? Bên cạnh đó thì camera selfie hay là những cái camera sau của nó với 64 megapixel này kia thì nó vẫn chụp ảnh các thứ, thì những cái chất ảnh của nó mình thấy cũng rất là ok này. Rồi chưa kể nữa, màn hình của chiếc máy này lại rất đẹp nhá. AMOLED 1 tỷ màu, có nhiều công nghệ hay ho như HDR10, Dolby Vision để cho anh em giải trí chơi game xem phim thì đều rất là ok. Hay thậm chí nhắc đến chơi game thì con chip Snapdragon 778 á, tức là một con chip có thể coi cũng rất là mạnh ở trên chiếc máy này, giúp cho anh em chiến game với thứ thì cũng rất là ngon. Sạc thì lại nhanh, pin 4200 các thứ, mình thấy độ mỏng của máy nữa. Thì thực sự con máy này nó có quá nhiều thứ gọi là về thiết kế, mọi thứ đều gần như rất là hoàn hảo để cho anh em có thể sử dụng. Bây giờ anh em mua còn được tặng thêm cả cái này, cũng như là cái sự collab của Xiaomi với Swarovski nữa, thì mình thấy là sự con máy này nó càng rất đáng mua luôn. Còn anh em cảm thấy sao về chiếc máy này, cũng như là cái sự kết hợp của Xiaomi với Swarovski, thì đừng quên để phần bình luận phía dưới video nha. Còn đừng quên nhấn like, share và subscribe cho NGZ. Mình là Gà Tổng, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Peace. Wow, đẹp quá, chắc phải mua thôi.